Vì cùng thưởng thức ca khúc Bóng Mây Qua Thềm qua phần biểu diễn của Quỳnh Lưu đến từ nhóm Hoàng Đức. Vâng, lời đầu tiên cho quý Quỳnh Lưu xin chúc tất cả quý vị có mặt tại sân khấu phố đi bộ tối ngày hôm nay một buổi tối cuối tuần thật là vui vẻ và ý nghĩa. Và ca khúc của quen Quỳnh Lưu xin phép gửi tới quý vị một ca khúc sôi động của tựa đề Bóng Mây Qua Thềm. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.